Thỏa theo yêu cầu của rất nhiều bạn thì ở video ngày hôm nay, Top 5 sẽ đi so sánh cụ thể giữa hai mẫu xe Yamaha Exciter 1.5 phiên bản GP của năm 2022, màu sắc cực kỳ mới luôn, và một phiên bản cũ của năm 2021 để gửi đến các bạn cùng tham khảo thông qua video này. Sau đây các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Tôi Nam xin gửi chào đến tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình là mẫu xe Yamaha Exciter 1.5 phiên bản GP của năm 2022, màu sắc cực đẹp và nổi bật. Nhưng trước hết đi vào video ngày hôm nay, mình sẽ nói một chút về mẫu xe Honda Winner V3 trước đã các bạn nha. Hiện tại Honda vẫn đang bảo mật về cái thông tin ra mắt của mẫu xe này. Dự kiến mình nhận được thông tin là từ 14 đến 20, tuy nhiên vẫn chưa ra mắt, nhưng các bạn chờ đợi một chút nữa thôi. Khoảng tầm từ 1 đến 3 ngày nữa thôi sẽ ra mắt các bạn nha. Các bạn yên tâm, chắc chắn sẽ ra mắt trong tháng 12 này thôi. Với mẫu xe Honda Winner V3, mình nói có cơ sở và uy tín của Top 5 đưa ra, các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng và chờ đợi một chút nữa các bạn nha. Còn đây là phần đầu xe của mẫu xe Yamaha Exciter phiên bản 1.5, phiên bản màu xanh mới nhất của năm 2022. Nhiều bạn nói rằng cái phiên bản màu sắc này chưa thực sự đẹp so với phiên bản của năm 2021. Tí mình sẽ quay phiên bản năm 2021 để các bạn có thể tham khảo thêm. Tuy nhiên mình thấy màu sắc này phối cũng rất là đẹp, đặc biệt là cái màu xanh tím than, nhưng nó đậm một chút các bạn nha. Nó rất giống trên cái mẫu xe phiên bản Yamaha R15V4. Phiên bản R15V4 vừa ra mắt tại đất nước Ấn Độ các bạn có thể theo dõi. Cái màu sắc phiên bản repeat kiểu vậy vẫn tương tự như thế này. Các bạn có thể theo dõi một chút. Về cái phần mâm xe thì vẫn tương tự như cũ, vẫn trên cả hai phiên bản 2021 và 2022 đều có cho mình cặp mâm màu xanh, ngàm phanh 2 vít tông, phanh đĩa trước sau tương tự như vậy. Đấy, các bạn có thể theo dõi một chút cái bộ tem xe. Làm rất đơn giản thôi nhưng lại toát lên một vẻ hầm hố và đẹp. Mức tiêu hao nhiên liệu vẫn tương tự như cũ, 2,09 lít trên 100 km. Mình sẽ quay qua một chút cận cảnh chi tiết từng bộ phận một của mẫu xe này. Sau đó sẽ báo giá cụ thể gửi đến các bạn trong cuối tháng 12 này các bạn nha. Hiện tại giá bán đã giảm đi một chút ít rồi, cực kỳ tốt trong thời điểm này để các bạn có thể quan tâm. Phần đuôi xe đây các bạn có thể theo dõi. Màu xanh đã loại bỏ đi rồi, hai bên hông xe chỉ còn là những phiên bản màu ghi mà thôi. Còn đây các bạn có thể nhìn trên màn hình cho mình cái phần mặt đồng hồ của xe. Đây là một phiên bản cao cấp thì mọi thứ trên xe đều giống với phiên bản màu xanh GP của năm 2021. Các nút chức năng phím bấm vẫn tương tự, chìa khóa thông minh Smart Key, cổng sạc 12V. Tuy nhiên các bạn phải mua thêm cái đầu tẩu vào nữa các bạn nha, để có thể sạc được các thiết bị thông minh. Hiện nay trên mẫu xe Honda Winner V3 họ đã thay thế cái vị trí này bằng một cái cổng sạc micro USB 2,1A. Rất tiện lợi luôn, các bạn chỉ cần một cái dây để các bạn có thể nối các thiết bị thông minh. Yên xe thì vẫn tương tự như cũ rồi, không có quá nhiều điểm khác biệt, bởi mẫu xe Underborn này thì nó sẽ không có cái phần yên xe ở dưới đâu, nên các bạn có thể theo dõi cận cảnh trên màn hình cho mình. Đường chỉ phần yên xe màu trắng các bạn nha, rất nổi bật và đẹp. Về cơ bản thì mình đánh giá cao với cái màu sắc của năm 2022 này so với cái màu sắc cũ, bởi màu sắc cũ nó nhìn rất là quen mắt rồi. Các bạn nào đã quan tâm có thể theo dõi rất kỹ rồi. Hiện nay giá bán của mẫu xe này mình quay cận cảnh trực tiếp tại Yamaha Mạnh Đạt với địa chỉ phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, trên đường 58m đối diện với siêu thị Châu Tuấn ở đây. Giá bán của mẫu xe này vào khoảng tầm 49 triệu đồng trong thời điểm này các bạn nha. 49 triệu đồng cho mẫu xe phiên bản mới này của Exciter GP của năm 2022. Màu sắc rất đẹp rồi, mình thấy rất đẹp, rất ưng ý với màu sắc này. Không biết các bạn như thế nào, các bạn cứ thoải mái để lại bình luận ở phần nhận xét để chúng ta cùng nhau đưa ra giữa hai màu sắc với nhau. Những mảng màu nhựa nhám này được sơn theo kiểu cái màu dạng như màu tím than một chút, đậm đậm một chút, nhìn rất là cuốn hút và đẹp. Bô xe các thứ thì vẫn tương tự như cũ, cục máy thì vẫn tương tự, không khác gì so với phiên bản của năm 2021 các bạn nha. 49 triệu, giá bán bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm đăng ký. Tí mình sẽ quay thêm một số những phiên bản mới nữa của năm 2022, báo giá gửi đến các bạn ở cuối video này để các bạn có thể tham khảo thêm một cách chi tiết và cụ thể. Ở phía sau kia các bạn nha, sau đây thì mình sẽ chuyển sang mẫu xe Yamaha Exciter phiên bản màu xanh GP của năm 2021. GP cũng được mà GP cũng được, tùy theo cách gọi của từng người. Phiên bản này thì có lên cho nó một số những cái vị trí
ốp ấy được làm giả carbon này, mão đầu đèn được thay đổi đi một chút, nhìn cũng rất là cuốn hút, và các bạn hoàn toàn có thể lên cho nó ở cái phiên bản của năm 2022 các bạn nha. Cơ bản thiết kế thì tương tự giống nhau, những mảng nhựa xanh được làm nhiều hơn trên cái phiên bản này, kể cả phần rè chắn bùn phía trước này, rồi đến hông xe này, hai bên hông xe, cũng như là phần yếm sườn phía trước của xe cũng được sơn màu xanh, cơ bản toàn bộ sơn màu xanh, còn một số cái vị trí được sơn màu đen nhám mà thôi. Các cái lốp xe, kích thước lốp xe thì vẫn tương tự, các bạn có thể nhìn chi tiết, gắn thêm cái mão đầu đèn này nhìn cũng rất là đẹp luôn. Các bạn hãy gắn lên trên cái phiên bản 2022 cực kỳ cuốn hút. Mặt nạ phía trước của xe cũng được ốp lên rồi các bạn nha. Mình thấy trên phiên bản zin của năm 2022 phần mặt nạ phía trước rất đẹp, nhìn rất cuốn hút và đẹp, lì lợm, đem đến một cảm giác rất cuốn hút. Phần cặp mâm cũng được sơn xanh, tương tự như phiên bản 2022. Các bạn có thể theo dõi cận cảnh trên mình cho mình. Hiện tại phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình có giá vào khoảng tầm 48 triệu trong thời điểm này, rẻ hơn khoảng tầm 1 triệu so với phiên bản màu xanh GP mới tại Yamaha Mạnh Đạt luôn các bạn nha. Hãy đến trực tiếp với Yamaha Mạnh Đạt, cứ nói là top 5 giới thiệu, chắc chắn các bạn sẽ nhận được những ưu đãi về phần giá bán. Và những cái phần giá bán này là mình cam kết là báo chính xác luôn cho các bạn, để các bạn có thể tham khảo lựa chọn cho mình. Hiện nay với những ai yêu thích mẫu xe Exciter phiên bản 150 cũ ấy, hiện nay vẫn đang còn hàng tiếp tục về đại lý với số lượng cũng khá là nhiều. Anh em nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp. Giá bán dao động trong khoảng tầm từ 45 đến 46 triệu cho mẫu xe Exciter 150 phiên bản 2021 trở về trước. Còn Exciter 155 ở đây dao động trong khoảng tầm từ 46 đến 49 các bạn nha. 46 đến 49. 46 cho những phiên bản cũ thấp hơn. Cái màu sắc ra mắt vào cuối tháng 12 năm ngoái. Đây các bạn có thể theo dõi phần mặt đồng hồ của xe. Có thêm cái mão đầu đèn ấy, tăng tính thể thao hơn, hiện đại hơn cho mẫu xe này. Nhiều bạn thì vẫn ưng ý hơn với cái màu sắc xanh này, vì nó thuần túy rồi, nhìn rất quen mắt rồi. Gần như gọi là xanh GP, do đó màu xanh gần như chiếm trọn trên xe rồi. Nó không có những cái mảng nhựa màu tím than đậm đậm một chút giống như phiên bản của 2022. Mức tiêu nhiên liệu thì vẫn tương tự như cũ, 2,09 lít trên 100 km để các bạn có thể tham khảo lựa chọn cho mình trong thời điểm này. Số lượng xe rất nhiều, các bạn nào quan tâm hãy đến trực tiếp với Yamaha Mạnh Đạt để tham khảo xe cho mình các bạn nha. Hoặc có thể thông qua số điện thoại là 02133 791 688 sẽ được nhân viên của Yamaha Mạnh Đạt tư vấn cụ thể gửi đến các bạn. Về cơ bản cả hai phiên bản tương tự nhau, nó chỉ khác nhau một chút ở phần màu sắc và tem xe mà thôi. Sau đây thì mình sẽ gửi tới các bạn giá bán của các phiên bản còn lại đây. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Phiên bản thấp nhất là 46 triệu cho phiên bản màu đen nhám ở giữa các bạn nha, trang bị chìa khóa thường. Còn những phiên bản trang bị chìa khóa thông minh Smart Key thì giá nó vào khoảng tầm 47-48. Cao nhất vào khoảng tầm 49 cho những phiên bản mới màu xanh GP thôi. Còn đây phiên bản màu vàng cũng rất mới đây, các bạn có thể nhìn cận cảnh trên mình cho mình. Một phiên bản màu vàng đen nhá, vàng nó đậm đậm hơn một chút chứ không phải màu vàng xám giống như phiên bản đặc biệt giới hạn ra mắt vào giữa năm vừa rồi. Đó là một số thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn thông qua video này. Các bạn đã dõi video này của mình, nếu hay các bạn nhớ like này, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ Top 5 nha. Và Top 5 sẽ cố gắng gửi đến các bạn những thông tin hữu ích hơn. Xin chào các bạn ở những video tiếp theo.